Sau nhiều năm lập nghiệp ở các nơi, vợ chồng chị Nhi ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa về lại quê nhà với ước muốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế từ chính mảnh vườn của gia đình. Biết đến mô hình trồng nấm bào ngư và được địa phương hỗ trợ, vợ chồng chị đã bắt đầu khởi nghiệp. Lúc đầu làm quy mô trên diện tích 180m² với 15.000 phôi nấm và nhập phôi từ nơi khác về nuôi trồng. Sau 5 năm, vợ chồng chị đã xây dựng cơ sở làm nấm gần 500m², tự làm phôi nấm và hình thành hợp tác làm nấm ở địa phương. Thấy hiệu quả thì gia đình bắt đầu là nhân rộng mô hình, được sự hỗ trợ của xã trong việc vay vốn thì gia đình mạnh dạn mở rộng đầu tư sản xuất. Đến nay thì cũng đã phát triển và giới thiệu thêm cho nhiều hộ dân trong xã, trong huyện cái mô hình này. Qua giới thiệu của địa phương, tháng 4 năm 2024, ông Hùng đã đầu tư các vật dụng cần thiết để nuôi trồng 3 trại nấm với 15.000 phôi nấm. Một tháng thu hoạch 2 lần vào dịp rằm và mùng 1 hơn 6 tạ nấm, với giá thị trường 50.000 đồng 1kg. Ông Hùng thu hơn 30 triệu đồng. Theo ông Hùng, đây là khoản thu nhập cao so với những mô hình kinh tế khác mà người nông dân như ông từng làm. Nấm nồng ngư cũng dễ làm, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó xíu làm được thôi. Nhà không lao động. Làm thì cũng có lợi nhuận cô. Mình đầu tư vô cả chừng 15 ngàn thì mình chống tổng chi tiêu phôi nấm thì mình cũng thu được, trên một tháng cũng thu được 15 triệu tiền lẻ. Lợi nhuận từ nấm bào ngư rất cao, tuy nhiên phải trồng với số lượng nhiều. Chính vì vậy, với những hộ nghèo, cận nghèo, huyện Tư Nghĩa hỗ trợ giống hoặc tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi từ các chương trình để phát triển bền vững hơn. Theo các hộ trồng, trồng nấm bào ngư xám không khó và trồng được quanh năm. Tuy nhiên, đòi hỏi người trồng phải có kinh nghiệm, nắm vững kỹ thuật và theo dõi thường xuyên để có biện pháp xử lý kịp thời. Một trong những yêu cầu quan trọng là nhà trồng nấm phải có nhiệt độ thích hợp, thông thoáng, ánh sáng phù hợp. Như cái trời này tâm bình cứ năm mình thôi á, là một tháng là mình tinh trong thu trong 4 tháng mình trừ cái tiền phôi ra thì mình thu chi còn khoảng tầm hơn 10 triệu đi, hơn 24 triệu. Khi mình chia trung bình ra là một tháng mình có lỡ được 5-6 triệu một tháng năm mình phôi. Cái công lao động mình nó không có ràng, ngày nào cũng ràng, có nghĩa là như lúc mình chỉ mình thu nhập xong là mình đi vệ sinh phôi phiết này kia mấy ngày đó đóng nắp xong là mình nghỉ, rồi đến ngày mình mở nắp rồi bắt đầu làm lại. Cái thời gian mình đóng nắp thì mấy ngày đó mình có thể làm được việc khác. Nhiều hộ trồng nấm đã liên kết để hỗ trợ nhau phát triển, tìm kiếm và chia sẻ thị trường tiêu thụ. Hiện nấm bào ngư ở khu vực xã Nghĩa Kỳ thường được tiêu thụ ở chợ đầu mối và các nhà hàng quán ăn. Riêng các hộ làm phôi nấm thì tiêu thụ cả các tỉnh lân cận. Mô hình trồng nấm bào ngư đã mở ra sinh kế mới cho nhiều hộ gia đình. Huyện đang hỗ trợ cho bên hợp tác xã mình để làm cái đăng ký sản phẩm OCOP ba sao để nâng cao cái thương hiệu, cái giá trị, chất lượng của sản phẩm, từ đó mà sẽ mở rộng cái thị trường nấm rộng ra hơn trong tỉnh mình và cũng như ngoài tỉnh. Đó là cái hướng phát triển của xưởng trong thời gian sắp tới. Huyện Tư Nghĩa đang khuyến khích và nhân rộng nhiều mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế đến với nông dân. Việc trồng nấm bào ngư xám là hướng đi bền vững khi có đầu ra và thu nhập ổn định, tạo việc làm cho bà con địa phương. Quan trọng hơn, đây là mô hình kinh tế xanh, tận dụng phụ phẩm trong sản xuất để tạo ra sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường.